tỉnh nè, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món nước uống mà hiện tại là đang làm mưa làm gió cho các bạn trẻ, đó là món gì các bạn biết không? Giờ mình sẽ đưa khâu chuẩn bị trước cho các bạn biết đó là cái gì nha. Mình sẽ cần chuẩn bị, mình có một gói cà phê hòa tan nha. Mình nấu cà phê đen được nên là mình uống cà phê sữa nha các bạn, nhưng mà cái loại này là cà phê nó nhiều hơn sữa ha. Một đây, để đây, mình có đường, để đường đây. Sữa tươi đó, các sữa tươi nha. Chọn này chọn cái loại không đường nha các bạn, tại vì mình xài đường của này rồi nên mình xài này không đường nha. Rồi tiếp nữa, nước đá, mình thay thiếu nước đá nha. Đây đây luôn nước sôi, nước sôi, có nước sôi. Một chiếc cốc to để mình uống. Ống tốt. Rồi mình đã cần có một cái ca để hồi mình sẽ phát huy công dụng là cái gì? Mình sẽ vận động tay chân, mình sẽ tập thể dục. Mà để có nước uống là mình phải tập thể dục. Rồi mình cái muỗng để mình khuấy nha các bạn. Rồi mình sẽ cần có một cái cây đánh trứng như thế này. Đó, và để mình tập thể dục thôi các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ chuẩn bị cái phần mà mình nói nãy đó, là mình sẽ tạo thành cái bọc này nè. Bọc bọc của các bạn biết rồi phải không? Là gì? Là cà phê bọt biển. Đó. Bây giờ mình sẽ tạo ra thành bọc trước. Mình sẽ sử dụng 3 muỗng. Cho 3 muỗng đường luôn nha. 1 2. Ừ mà quên, trong cà phê sữa này là nó có đường rồi nên mình chỉ để này 2 muỗng thôi nha các bạn. Rồi tiếp nước sôi. Nước sôi 3 muỗng nha. Nước này sôi đó. 2 3. Các bạn nhìn nè, đó, nó sình sạch như thế này nha. Đó. Rồi giờ mình sẽ tan đều đều ra cái. Rồi mấy bạn muốn bọt mà mấy bạn lấy muỗng này mấy bạn quậy ha, không xi nhê đâu. Rồi bạn dùng cái này ha, bạn đánh nè. Cũng không có xi nhê gì đâu, mò mỏi luôn mấy bạn. Đánh mò mỏi hoặc đánh lên bọt thiệt nhưng mà mò mỏi luôn. Nên mình muốn nhanh, mình phải có đồ chơi. Ok. Ok con dê. Giờ mình sẽ muốn bọt nhiều cho các bạn coi nha. Đây, đó, các bạn thấy bọt chưa? Nãy mình tính để trong cái ly, trong cái ly mà cho mấy bạn dễ coi, nhưng mà cái ly này mình mặc định cái này là mình sẽ làm trong cái này, rồi mình đổ ra cái này. Càng
lâu càng tốt nha các bạn. Để anh múc trước miếng lên cho mấy bạn coi nó lên bọn. Đây mình đánh nữa đó. Chứ hồi nãy mình nói mà tập thể dục á, mà cầm cái cây này mà đánh không rồi mấy bạn, muốn được cái này là gục nách luôn mấy bạn. Nên là mình phải có sự giúp đỡ của máy móc chứ ha. Giờ mình sẽ cất đá vào nha. Đây thì mấy bạn muốn ủa chắc nước rồi các bạn, có miếng nước đó. Các bạn mà để nước rồi các bạn đi lại không á. Rồi, rót sữa tươi vào. Các bạn nhớ là không đường nha. Còn mấy bạn thích ngọt các bạn vô gọi có đường cũng được. Ca bọn đi đâu hết rồi. Mẹ đánh tiếp. Con. Chưa đủ màu nghe các bạn. Thêm. Hết luôn.
đánh cho ra được cái màu mà đậm đậm bọt bọt quá chị. Quay tiếp miếng nữa nha các bạn. Nãy mình để ít nước nó đánh không lên bọt được. Của người ta là cà phê bọt bọt biển không, của mình là bọt xà bông. Đây công tình mình ngồi quay nãy giờ không có nhức nách à, mời các bạn nha, uống mình miếng nha. Thơm sữa tươi, thơm cà phê sữa, thơm mùi đường quá. Mấy bạn nghe. Cảm ơn mấy bạn đã xem video. Hẹn mấy bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nha. Bye bye. Thank you.